Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tại sao Đảng sợ Phạm Đoan Trang. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, Tòa Hà Nội đã đưa ra mức án cao hơn so với đề xuất của bên công tố. Điều này ít khi xảy ra vì các nguyên tắc nhân đạo của luật hình sự thường được các thẩm phán lưu ý, đặc biệt là án phạt chỉ tuyên thấp hơn đề xuất của bên công tố. Bởi lẽ công tố viên chủ trương hướng buộc tội nên bản thân tâm của họ đã có thành kiến với bị cáo, còn tòa thì tất nhiên phải có tâm thế trung dung, nên họ thường lắng nghe cả hai phía và chọn mức độ trung bình giữa hai khuynh hướng. Nay, hội đồng xét xử đã tuyên án nặng hơn cho thấy thái độ của Đảng muốn ra đòn thủ nặng hơn đối với nhà báo Phạm Đoan Trang. Vì sao lại như vậy? Giáo sư Ngô Duân Dụng lý giải sự việc này bằng bài bình luận với tựa đề Tại sao Đảng sợ Phạm Đoan Trang, với nội dung được ông chia sẻ. Cô Phạm Đoan Trang, 43 tuổi, đã bị tuyên án 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước, theo luật hình sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang trong phiên tòa hôm 14 tháng 12 tại Hà Nội. Luật sư Đặng Đình Mạnh kể, có lúc tòa tạm ngưng, cô Trang quay lại, nhìn về phía người mẹ đang ngồi phía sau khoảng 5 mét. Bà Bùi Thị Thiện Căn, hơn 80 tuổi, đã nắm tay đưa một ngón tay cái lên. Còn là số 1. Có 5 luật sư bảo chữa cho Phạm Đoan Trang, các ông Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Lê Văn Luân, Ngô Anh Tuấn và bà Phạm Lệ Quyên. Luật sư Mạnh nhận xét rằng, có lẽ chỉ có dòng máu anh thư chảy trong huyết quản của người mẹ Việt Nam mới có thể luân chuyển, hun đúc nên tinh thần kiên cường của một Đoan Trang mà chúng tôi phải ngả mũ từ rất xa. Phạm Đoan Trang đã sáng lập tạp chí Luật Khoa, giúp người Việt Nam hiểu luật pháp để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Cô làm báo từ năm 2000 cho đến năm 2013, cộng tác với gần 10 cơ quan báo chí trong nước như Việt Nam Express, Việt Nam Net, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình VTC, v.v. Năm 2014, cô qua Mỹ nhận học bổng nghiên cứu vật của tổ chức Viola Augona và Thư viện Fox-Wagner tại Đại học Nam California. Vào năm 2015, Phạm Đoan Trang tham gia cuộc biểu tình ôn hòa, bảo vệ cây xanh và bị công an đánh gãy cả hai chân. Cô đã xuất bản những cuốn như Phản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tù, Chính trị bình dân, tất cả hơn 10 tác phẩm đấu tranh. Cô bị bắt giam thêu nhiều lần nữa. Và tại sao sau khi công tố viên đề nghị bản án từ 7 đến 8 năm tù, quan tòa lại tăng lên tới 9 năm tù đến như vậy? Đây là hình ảnh, bên phải là bà Phạm Đoan Trang công bố bản báo cáo đồng tâm. Hình bên trái là Trang phải đi nạn sau khi bị an ninh cộng sản chặn đánh gãy chân, đứt dây chằng và phải giải phẫu cách đây vào năm 2016 và đến nay vết thương vẫn chưa lành. Vì Đảng Cộng sản đang sợ, đó là nhận xét của một tờ báo ở Berlin, nước Đức, và ngay lập tức khi loan tin bản án. Ông Dương Hồng Ân ở Đức đã giới thiệu tờ nhật báo TASS tường thuật phiên tòa với tựa đề Tự do báo chí ở Việt Nam. Bài báo này viết với tựa đề 9 năm tù cho nhà báo nữ, tờ báo TASS giải thích. Chế độ độc tài đưa ra bản án quá nặng, chắc vì họ sợ. Nhờ bản tin này, độc giả biết được Việt Nam đứng hàng thứ 175 trong số 180 quốc gia trong bảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Tại sao Đảng lại sợ Phạm Đoan Trang đến như vậy? Tờ báo TASS của Đức viết rằng họ sợ dân chúng ở các làng sẽ tiếp tục tranh đấu mạnh hơn. Một tháng trước khi bị bắt vào năm ngoái, cô Trang đã cùng với Vi Nguyễn ở Mỹ đã công bố hồ sơ về làng Đồng Tâm, ngoại ô Hà Nội. Dân làng phản đối chế độ cộng sản đã tịch thu đất đai rồi bị đàn áp tàn nhẫn. Tờ báo TASS của Đức cũng ghi nhận hai người dân xã Đồng Tâm đã bị án tử hình, những người khác đã bị kết án tù nhiều năm. Báo TASS cũng loan những tin mà dân Việt Nam trong nước không hề biết vì không báo đài nào nói đến. Đó là ngày thứ hai trước phiên tòa tổ chức quốc tế theo dõi nhân quyền đã yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam trả lại tự do cho Phạm Đoan Trang ngay lập tức. Tổ chức quốc tế kết tội Cộng sản Việt Nam đã vi phạm Công ước Quốc tế về quyền tự do mà họ đã ký kết vào năm 1982. Tờ báo TASS còn nhắc lại, vào năm 2017, Tổ chức Nhân quyền People Internet ở Cộng hòa Séc đã tặng cô Đoan Trang giải thưởng với người Homony Prize. Vào năm 2019, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng tặng cô giải
tự do báo chí. Đây là hình ảnh bất chấp sự đàn áp của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo Phạm Đoan Trang cùng nhà xuất bản Tự Do đã cho ra đời hàng loạt đầu sách có nội dung cổ suý cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Trung tâm Penn ở Đức cũng tuyên dương Phạm Đoan Trang là thành viên danh dự và yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam phải trả lại tự do cho cô. Giáo sư Nguyễn Quang A cho thấy một lý do khác khiến Đảng Cộng sản Việt Nam sợ Phạm Đoan Trang như sau. Vì chính cái tội danh chống nhà nước, họ cáo buộc cho cô là phi lý. Ông viết, xét về mặt nguyên tắc chẳng ai có thể chống lại một nhà nước cả, nhưng ai cũng có quyền chống một chính quyền khi chính quyền ấy làm bậy. Nhà báo Tuấn Khanh cũng nhìn thấy Đảng đã đối lý. Vì đối lý nên văng tục. Đảng sợ Phạm Đoan Trang vì cô chủ trương đấu tranh bằng lý lẽ, chữ nghĩa, còn Đảng thì không nghĩ ra lý lẽ. Bí quá thì Đảng phải dùng những hành động thô bạo, ngôn ngữ hạ cấp. Tuấn Khanh kể lại vào năm 2017, sau khi Đoan Trang xuất bản cuốn Chính trị Bình Dân ở nước ngoài rồi bị bắt, cô được dẫn vào phòng giam. Sau khi cô hỏi đi hỏi lại tại sao lại bỏ tù cô, không ai trả lời được một câu. Thay vì nói tôi chỉ làm theo lệnh trên, một anh công an trẻ chỉ tay vào mặt cô và quát lên. Những câu thô bỉ, đó là thứ lý lẽ, chữ nghĩa quen thuộc của Đảng Cộng sản. Bản án 9 năm tù chính là thứ ngôn ngữ thô bỉ của những kẻ vô học khi bị đối lý. Nguyễn Quang Nga thấy bản án 9 năm tù giống như vậy. Và chỉ những kẻ yếu mới dùng đến những biện pháp đàn áp thô bạo đến thế. Nhưng ông cũng thấy hậu quả là chỉ khiến nhiều người quyết tâm hơn. Hơn nữa, nhiều người nhìn thấy hành động phi pháp của chính quyền và như thế thực sự rất có hại cho chính quyền. Một ngày sau khi bản án của cô Phạm Đoan Trang, nhà phản kháng Trịnh Bá Phương của bà Nguyễn Thị Tâm cũng bị kết án tù 10 năm và 6 năm. Đây là hình ảnh ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm. Bà Tâm góp mặt như một phụ nữ đòi dân chủ và tự do cùng với Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, v.v. Có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam sợ các phụ nữ đấu tranh nhiều hơn nam giới, vì khi họ lên tiếng nói thì ảnh hưởng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Những nhà lãnh đạo đầu tiên đòi độc lập cho dân tộc Việt Nam khi đó là các bà Trưng, bà Triệu. Quân Hán, quân Ngô đã đánh bại các bà, nhưng lịch sử thì mãi mãi ghi danh các vị nữ anh hùng. Lời nói sau cùng của Phạm Đoan Trang đã nói đến một phiên tòa của lịch sử. Cô nói, các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ một cái gai trong mắt của các anh, các chị nhiều năm nay. Nhưng mãi mãi các anh, các chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành con người được. Sau khi đọc bản án 9 năm, Phạm Đoan Trang đã nhìn lại lịch sử nước Đức nơi cô quan sát và nhắc lại một lời tuyên án rằng không có gì ô danh của dân tộc văn hiến hơn là khoanh tay chấp nhận một sự cai trị của một tập đoàn lãnh đạo vô trách nhiệm và chỉ tuân theo những bản năng tăm tối. Nếu dân tộc này đã mất hết mọi phẩm giá cá nhân mà chỉ còn là một đám đông vô hồn và hèn nhát, vâng, nếu vậy thì dân tộc ấy xứng đáng diệt vong. Đó là lời của cô sinh viên Sophia Scholl, 21 tuổi, kêu gọi người Đức chống lại Đức Quốc xã khi đó. Cô bị bắt và bị giết, nhưng lời buộc tội của cô đã được lịch sử ghi nhớ. Phạm Đoan Trang bị tuyên án và sau cùng lịch sử sẽ phê phán. Và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không thoát tội trước phiên tòa của lịch sử, giáo sư Ngô Tuấn Dũng nêu ra quan điểm. Đây là hình ảnh nhà báo tự do Phạm Đoan Trang được trao giải tự do báo chí vào năm 2019 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Tại sao Đảng lại sợ Phạm Đoan Trang? Có lẽ đó chính là tâm thế nhất quán và kiên cường của cô từ trước cũng như quá trình bị giam giữ trong tù. Phần nào đã được thuật lại trên trang Facebook của luật sư Ngô Anh Tuấn như sau. Trong suốt quá trình làm việc, bà Trang không hợp tác, không khai nhận và chưa từng nhận tội. Thế nên, nếu clip nhận tội được tung ra dưới bất kỳ hình thức nào thì đó có nghĩa là bị cắt ghép, không đúng sự thật. Bà Trang đã từng bị biệt giam nhưng sau đó được giam chung với những thường phạm khác. Cuộc sống trong trại giam rất khắc nghiệt. Bà đã phải đánh nhau 7 lần, nhưng bà vui vẻ kể rằng mình đều là người giành chiến thắng dù là người yếu thế hơn. Trong một số lần lấy cung, điều tra viên có hỏi rằng nếu như án phạt sắp tới được tuyên rất nhiều năm, bà có nguyện vọng đi định cư ở nước ngoài hay không? Bà trả lời thẳng rằng, không, tôi chưa bao giờ có ý định đó. Bà Trang cũng cho biết thêm rằng bà không chấp nhận là vật để đổi trác với các nước ngoài.
Tôi không có câu kết nào cho bài viết này. Tôi nghĩ rằng gạch đầu dòng nào trong những câu chữ trên cũng đủ là câu kết cho một câu chuyện dài và những điều bà Trang nói có thể động tới tâm can của những người có lương tri. Với tính cách, tư tưởng và hành động của mình, nếu muốn lựa chọn một cuộc sống bình yên cho bản thân, cho gia đình, chắc chắn bà Phạm Đoan Trang đã không chọn cách quay về Việt Nam sau khi đã có cơ hội sống ở nước ngoài. Điều này khiến nhiều đứng mày râu cũng phải cúi đầu. Luật sư Ngô Anh Tuấn đã bộc lộ tâm sự của mình như vậy. Ông nói tiếp, với tôi, bà Trang là một cây bút thông thái, cần mẫn, chính trực, nhưng cũng giống như một số người khác và phần nào đó là chính cả bản thân tôi. Có lẽ chúng tôi đã sinh ra nhầm thời. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ nhà báo Phạm Đoan Trang bị kết án, Bộ Ngoại giao Mỹ và quốc tế phản đối. Cơ quan ngoại giao và các nước và các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, nhân quyền đồng loạt lên tiếng phản đối bản án 9 năm tù giam mà Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án đối với nhà báo Phạm Đoan Trang. Chỉ vài giờ sau phiên xét xử vào ngày 14 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra tuyên bố kêu gọi chính quyền Việt Nam trả lại tự do cho bà Trang và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù. Đây là hình ảnh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 12 lên án việc kết án 9 năm tù đối với tác giả Việt Nam Phạm Đoan Trang. Hoa Kỳ lên án việc buộc tội và kết án 9 năm tù đối với nhà báo và tác giả Phạm Đoan Trang, người chỉ đơn thuần bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Tuyên bố có đoạn viết, ông Nice Prince, phát ngôn nhân của cơ quan này cũng nhắc đến quan điểm gần đây của nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về việc giam giữ tùy tiện, cho thấy việc giam giữ bà Trang là tùy tiện và trái với các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người của Việt Nam. Đại sứ quán Canada tại Hà Nội cũng ra tuyên bố trên trang Facebook chính thức về vụ việc, cho biết nước này vô cùng quan tâm đến việc tuyên án đối với bà Phạm Đoan Trang. Đồng thời, cơ quan ngoại giao Canada cũng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam cho phép các nhà báo hành nghề mà không sợ bị bắt giữ, sách nhiễu hoặc trả thù. Đồng thời, chấm dứt kiểm duyệt và kiểm soát diện rộng đối với các phương tiện truyền thông và tự do ngôn luận. Bà Amanda, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển phụ trách khu vực châu Á của Bộ Ngoại giao Anh, nói trong một thông cáo vào ngày 15 tháng 12 như sau. Việc nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang phải nhận mức án 9 năm tù là vô cùng đáng lo ngại. Bỏ tù các nhà báo chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, gửi thông điệp sai trái tới những người ủng hộ sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Vương quốc Anh cùng các thành viên của cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại trước các cách mà Phạm Đoan Trang bị đối xử kể từ khi bà bị bắt vào tháng 10 năm 2020 và đưa ra quan điểm của mình với chính phủ Việt Nam, thông báo cho biết. Bản án này đã gửi đi thông điệp chống lại quyền tự do ngôn luận, thông cáo viết. Đại sứ Petra Zygmunt, vụ trưởng vụ châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức, viết trên trang tweet hôm 14 tháng 12, cũng bày tỏ sự bàng hoàng với bản án 9 năm đối với cựu học giả của chương trình Villa Autora Los Angeles, nhà báo Phạm Đoan Trang. Bà nói, bản án này phát đi tín hiệu đáng báo động về quyền tự do ngôn luận. Việt Nam cần đề cao các quyền cơ bản của con người như được đảm bảo trong hiến pháp và các cam kết quốc tế, bà viết. Đây là hình ảnh Đại sứ quán Canada viết rằng họ vô cùng quan ngại trước tuyên án của bà Phạm Đoan Trang. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc vào hôm 15 tháng 12 cũng viết trên trang tweet rằng đại diện ngoại giao của nước này không được tham dự phiên tòa xét xử Phạm Đoan Trang. Nhiều quốc gia, trong đó có Cộng hòa Séc, đã không được phép tham dự phiên tòa xét xử Phạm Đoan Trang với tư cách là quan sát viên. Chúng tôi yêu cầu Việt Nam không gì khác ngoài việc tôn trọng hiến pháp của mình và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia và việc trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang. Phản ứng của người Việt Nam, nhà hoạt động nhân quyền Hoa Nguyễn ở Sydney, Úc, đồng thời là một người bạn của bà Trang, đã nêu nhận định của mình với Đại tiếng nói Hoa Kỳ về bản án dành cho bà Trang như sau. Tôi không ngạc nhiên. Bà Hoa, người theo dõi các phiên xét xử và của các nhà tranh đấu ở Việt Nam từ năm 2018 cho đến nay cho biết, tôi và những người liên quan đến Phạm Đoan Trang không buồn, không trông đợi, không sốc gì cả. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn viết trang Facebook của mình về cái tội của Đoan Trang
là đi trước thời đại, vượt lên những suy nghĩ của người cầm quyền. Đó cũng là cái giá phải trả của người trí thức trong một môi trường lạc hậu và giáo điều. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang trong phiên tòa vào hôm 14 tháng 12 tại Hà Nội. Hết ngày này sang ngày nọ, đa số công chúng được gieo vào những niềm tin rằng nói khác với quan điểm của Đảng và Nhà nước là phản động, mà phản động là đồng nghĩa với tù đầy thì theo thời gian nó sẽ trở thành một chuẩn mực. Chuẩn mực là không được nói khác với nhà nước. Chuẩn mực là phải im lặng. Theo đó, những ai nói khác hay lên tiếng trước những bất công xã hội thì xem như là phản động, là tội phạm. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã viết như vậy. Cựu nhà báo Trương Huy San, tác giả của cuốn Bên thắng cuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì nêu nhận định của mình trên trang Facebook như sau: nếu chúng ta đang sống trong một xã hội có sự tự do, có phẩm giá, có công lý, có dân chủ, thì những người như Đoan Trang sẽ có một vị trí đáng ngưỡng mộ trong xã hội. Cũng như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã loan tin, vào ngày 14 tháng 12, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt bà Phạm Đoan Trang, tên đầy đủ là Phạm Thị Đoan Trang, 43 tuổi, 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 1, điều 88, Bộ Luật Hình sự vào năm 1999. Các tổ chức nhân quyền lên tiếng, tổ chức ân xá quốc tế cũng ra tuyên bố gọi bản án 9 năm tù mà Tòa án Hà Nội đưa ra cho nhà báo Phạm Đoan Trang là khủng khiếp ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Trong tuyên bố của tổ chức này, bà Minh Yuhak, phó giám đốc khu vực còn nói thêm rằng việc chính quyền Việt Nam kết án Phạm Đoan Trang, một nhà báo và là người bảo vệ nhân quyền, là không thể chấp nhận được. Bà Trang đã đấu tranh nhiều năm trời cho một nước Việt Nam công lý, tương thân, tương ái và tôn trọng quyền con người. Những việc ấy cần được tuyên dương và bảo vệ, chứ không phải là hình sự hóa hay trừng phạt. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang nhận giải tự do báo chí vào năm 2019 do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao tặng. Bà này còn cho rằng sự đối xử của chính quyền Việt Nam đối với nhà báo Phạm Đoan Trang trong những năm qua bao gồm sách nhiễu, giám sát, đe dọa, tra tấn và khởi tố đã thể hiện bản chất tàn bạo của chế độ. Văn Vũ Quốc tế, một tổ chức có tiếng nói trên thế giới về bảo vệ quyền tự do tư tưởng và biểu đạt của các nhà báo và tác giả, có thông cáo, báo chí, gọi phiên tòa và bản án mà chính quyền Việt Nam đưa ra là hành động trả thù nhằm bịt miệng Phạm Đoan Trang và trừng phạt những gì cô ấy đã làm. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, ông Philip Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, thì gọi Phạm Đoan Trang là một nhà cải cách dấn thân và cho rằng sự cầm tù đối với bà Trang là minh chứng cho thấy sự sai trái ở nơi nhà cầm quyền Việt Nam. Trưởng văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF, ông Daniel Bastan thì nói: những lập luận què quặt mà Tòa án Hà Nội đưa ra làm căn cứ để ra bản án 9 năm không thể lừa ai. Đây là loại công lý chính trị theo lệnh của Đảng Cộng sản cầm quyền với mục tiêu duy nhất là trừng trị một nhà báo chỉ mong muốn đưa thông tin đến cho đồng bào của mình. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng những biện pháp trừng phạt đối với những quan chức Việt Nam chịu trách nhiệm về quyết định không thể chấp nhận được như thế đối với bà Phạm Đoan Trang. Bản án 9 năm mà Tòa án Hà Nội tuyên cho nhà báo độc lập này được đưa ra sau 434 ngày giam giữ tùy tiện, mục đích nhằm bịt miệng một nhà đấu tranh hàng đầu cho nhân quyền, tự do báo chí tại Việt Nam và trên thế giới. Đây là hình ảnh bất chấp sự đàn áp của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo Phạm Đoan Trang cùng nhà xuất bản Tự Do đã cho ra đời hàng loạt đầu sách có nội dung cổ suý cho dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Chỉ số tự do báo chí vào năm 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp Việt Nam thứ 175 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, ông Trịnh Hữu Long, người đại diện của nhà báo Phạm Đoan Trang, cũng bày tỏ quan điểm trước phản ứng của cộng đồng quốc tế. Ông nói: tôi nghĩ rằng phản ứng của cộng đồng quốc tế không chỉ là với chính quyền Việt Nam, mà tôi nghĩ rằng có thể là thông điệp quan trọng hơn mà họ muốn gửi đến là đến những nhà hoạt động, những người đang lên tiếng đấu tranh ở Việt Nam, rằng họ không cô đơn trong cái cuộc đấu tranh này. Và thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng nó là một cái điều gửi đến cho công chúng Việt Nam, nói chung rằng những hành động của những nhà đấu tranh đó, những nhà báo đó là hoàn toàn không có gì sai trái về mặt pháp lý và đáng được ủng hộ về mặt giá trị tiến bộ.
Nhà báo Phạm Đoan Trang được biết đến rộng rãi bởi các tổ chức quốc tế thông qua những công việc và giải thưởng bà nhận được trong những năm vừa qua. Bà nhận được giải thưởng nhân quyền Homo Homini từ tổ chức Pew Pro vào hồi năm 2018, sau đó được tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF ở Pháp trao tặng giải Tự do báo chí năm 2019. Vào năm 2020, bà được tổ chức Hiệp hội Xuất bản Quốc tế trao giải Prix Fulltaler cho hoạt động xuất bản sách cùng với nhà xuất bản Tự do.